khi ai yêu ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải không? Khi người ta đã hết yêu rồi thì nêu cao cũng chỉ vậy thôi. Nên đừng bao giờ theo hy vọng rồi dập tắt cũng chỉ bằng không. Bây giờ nên học cách im lặng để ra đi khi tim đã không thương. Trong cuộc vui đông người có mỉm cười những trong